Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Lần này tôi sẽ chia sẻ với bạn chủ đề đâu là nguy cơ trong tình duyên. Trong tình yêu và hôn nhân có rất nhiều nguy cơ. Không chuyên nhất trong tình yêu thường thường là nguyên nhân lớn nhất. Vì bận rộn làm việc mà thiếu sót trong việc vun đắp tình cảm vợ chồng cũng là khuyết điểm nghiêm trọng. Vì túng thiếu tiền bạc mà vợ chồng tranh cãi suốt ngày. Càng tranh cãi thì càng làm cho hai người không thấy được viễn cảnh tương lai. Những hiện tượng kể trên đều có thể căn cứ vào mệnh bàn để đoán ra đầu mối. Sớm biết nguy cơ trong tình yêu và hôn nhân của mình để dũng cảm đối mặt nhằm tìm ra lựa chọn lựa tốt nhất cho cả đôi bên. Cung mệnh vô chính diệu thường thấy hiện tượng kết hôn muộn. Nếu chưa đến tuổi trung niên mà gặp người vừa ý vì chưa hiểu biết về trách nhiệm cho nên dễ xảy ra hiện tượng thay đổi trong tình cảm. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Cung thiên di của Hoa Kỵ giống như bị lời nguyền, tình yêu đầu tiên khó mà có kết cục tốt. Cung phu thê vô chính diệu nhìn cao quá nên rất khó gặp người thích hợp. Mệnh tạo không cách nào sống với một người cho đến cuối cùng. Người bạn đời lúc mệnh tạo lớn tuổi thường thường không phải là người bạn đời lúc mệnh tạo còn trẻ. Cung hô xe có Đà La. Đối với mệnh tạo, hôn nhân là một thứ trăn trở và phiền lụy. Mẫu người này thường than thở và cảm khái về hôn nhân. Cung mệnh có cự môn đồng cung với Kình Dương hay Đà La hoặc đồng cung với Hỏa Tinh hay Ninh Tinh. Phải cẩn thận đề phòng các bẫy tình yêu. Có thể bạn có người thứ ba hoặc có người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của bạn. Cung phu thê ở cung Thìn hoặc Tuất. Mệnh tạo là người ít khi rung động hoặc quá lý trí. Trong tình yêu, họ giống như thủ môn bị tấn công liên tục, nhưng không cách nào lọt lưới. Nhưng khi đã làm cho họ rung động, thì lại là tiếng oán than triền miên giữa hai người giống như có gông cùm. Cung mệnh ở cung Thìn hoặc cung Tuất. Hôn nhân của bạn cần phải có độ cổ vũ, bà Mai hay người cố vấn. Có ba trường hợp có thể xảy ra. Một là thành con cừu non đi lạc trên con đường tình. Hai là trải qua nhiều cay đắng mà khắc cốt ghi tâm. Ba là có điều khó nói với người bạn đời hay tâm hồn của hai người khó cảm thông nhau. Quá kỹ ở cung Quan Lộc cần phải dũng tâm hơn người thường. Còn phải đầu tư nhiều thời gian, tinh thần cho sự nghiệp mới tạo dựng được lòng tự tin. Muốn sớm có tình cảm là ảo tưởng, con đường tình gặp nhiều gian nan. Hóa lộc ở cung Đại Bạch, trừ khi đã già yếu, nếu không, mệnh tạo là người rất đa tình và giàu cảm tính, khiến người ta lo lắng cho người đáp ứng tính đa tình của họ. Thiên tướng thủ mệnh ở cung Tỵ hoặc cung Hợi. Mệnh tạo là người rất có sức hấp dẫn, thường được cho là người yêu mê muội đệ nhất thiên hạ. Có một người bạn đời như vậy, một nửa kia sẽ rất mệt mỏi. Thiên nương thủ mệnh ở cung Tỵ hoặc cung Hợi. Trong tình yêu rất cân nhắc, sợ nhất là chọn tới chọn lui, lại trúng người hoàn toàn không thích hợp. Tả phụ yếu bật chia ra ở cung mệnh và cung phu thê. Đôi bạn cần phải giao lưu với nhau. Điều may mắn là không có tranh chấp về tiền bạc. Hôn nhân là sự kết hợp của gia đình hai bên. Nhưng giàu có của người ấy không phải là thứ đảm bảo sau khi kết hôn sẽ có hôn nhân hạnh phúc. Chim sẻ sau khi biến thành phượng hoàng nhất định sẽ bị bệnh do không thích ứng được. Bất kể như thế nào, trước khi hôn nhân tìm hiểu về một nửa kia của mình,
Nếu biết người yêu có thói quen xấu hoặc là chuyên gia không chuyên nhất trong tình yêu thì hãy bye bye để cho sớm để tránh sau khi kết hôn thành người khổ sở. Buổi chia sẻ hôm nay của tôi về chủ đề đâu là nguy cơ trong tình yêu, xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.